Trong khi đó, tại Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 số 1 ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cơ sở này sẽ tiếp nhận điều trị cách ly người mắc COVID-19 không triệu chứng và nhẹ. Đây là cơ sở hạng 2, quy mô 2.500 giường bệnh, địa điểm hoạt động tại thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong. Cơ sở có nhiệm vụ phân loại người bệnh theo mức độ lâm sàng để đảm bảo thu dung đúng đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cách ly, quản lý, khám chữa bệnh cho người nghi nhiễm đang chờ xét nghiệm khẳng định và người nhiễm không có triệu chứng và người bệnh mức độ nhẹ. Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế và khám chữa bệnh, tiến hành cưỡng chế cách ly nếu người bệnh không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. Bên cạnh đó cần phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện những người bệnh tiến triển sang mức độ vừa và nặng. Duy trì điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền theo đơn ngoại trú của người nhiễm và người bệnh, công nhận khỏi bệnh và chuyển người bệnh tự theo dõi tại nhà.